Khu vực vòng xoay dân chủ thuộc quận 3 và quận 10 của Sài Gòn là khu vực sầm uất nhất tại Sài Gòn, với nhà cao tầng san sát, xe cộ tấp nập. Nhưng ít người biết đến, trước đây nó từng là nghĩa địa lớn nhất Sài Gòn với tên gọi là Đồng Mồ Mả. Đây cũng là vị trí được cho là có ngôi mộ tập thể gần 2.000 người già, trẻ, trai, gái bị xử tử vì tội phản nghịch trong cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi năm 1833 đến năm 1835 dưới thời vua Minh Mạng. Mã Ngụy hay Mã Biền Chu vốn nằm trong vùng đất khá rộng gọi là Đồng Tập Trận, nơi tập trận và diễu binh của nhà Nguyễn ở Gia Định Thành ngày xưa. Nhiều câu chuyện ly kỳ, rùng rợn được người xưa đồn đại qua nhiều thế hệ cũng xuất phát từ Mã Ngụy. Về sự biến Lê Văn Khôi, sử gia Trần Kim Trọng trong cuốn Việt Nam Sử Lược ghi, khi tổng trấn thành Gia Định Lê Văn Duyệt vừa mất năm 1832, quan bố chính có tiếng tham ác là Bạch Xưng Nguyên, xưng phụng mật chỉ truy xét và soi mói đời riêng của ông Duyệt, rồi ra lệnh bắt con nuôi của ông là Lê Văn Khôi. Ông Khôi sau đó vượt ngục tập hợp lực lượng trả thù ngày 18 tháng 5 năm 1833. Ông cùng thuộc hạ vào dinh quan bố giết cả nhà Bạch Xuân Nguyên. Gặp quan tổng đốc là Nguyễn Văn Quế, đem người đến cứu, nhóm này cũng bị giết nốt. Sẵn đà, Lê Văn Khôi chiếm luôn thành Phiên An, tự xưng là Đại Nguyên Soái, rồi phong quan tước cho các thuộc hạ như một triều đình riêng. Khôi cũng đánh chiếm các tỉnh lân cận, bị bất ngờ nên các tỉnh khác nhanh chóng thua trận. Chỉ trong một tháng, quân của Khôi đã chiếm được cả 6 tỉnh Nam Kỳ lúc đó. Để bắt Khôi và đám người dưới trướng, triều đình Huế cho hàng chục nghìn quân thủy bộ bao vây chặt thành Phiên An. Thành Phiên An do Tả quân Lê Văn Duyệt xây sau năm 1830. Xây thành bằng đá ong, cao và rộng, hào sâu. Ở trong thành lại có cả đủ lương thực, khí giới, nên quan quân đánh thành lần nào cũng bị chết nhiều người mà không lấy được. Tháng chạp năm ấy, Khôi chết vì bệnh phù thủng. Con trai là Lê Văn Câu mới 8 tuổi lên thay cha cầm cự. Tuy nhiên, phải vất vả đến 2 năm sau, khi người của Khôi đều đã mệt mỏi, quân triều đình mới hạ được thành và vào bắt giết tất cả 1.831 người, đem chôn vào một chỗ, sau gọi là Mã Ngụy hay Mã Biền Chu. 6 người cầm đầu bị đóng củi đem về kinh thành Huế trị tội, trong đó có con trai của Lê Văn Khôi. Sự biến Lê Văn Khôi với kết cục gần 2.000 người bị xử tử, trong khi dân số Sài Gòn lúc bấy giờ còn ít ỏi, chung cùng một chỗ đã gây kinh hãi cho người dân thành Gia Định suốt một khoảng thời gian dài. Khu vực Đồng Tập Trận thường được nhắc lại như một vùng đất của oan hồn, không ai dám bén mảng, dần trở thành một vùng cây rậm rạp, rộng lớn giữa trung tâm Gia Định. Dân Sài Gòn thời bấy giờ mỗi khi cúng cô hồn thường làm bánh màu xanh, đỏ dành cho đầu lĩnh Lê Văn Câu mới tròn 8 tuổi và trẻ con bị giết oan bởi binh biến Phiên An. Đến tận ngày nay, nhiều người già vẫn còn truyền miệng mấy câu thơ về sự biến này. Chiều dông Mã Ngụy cũng dông, hồn lên lớp lớp bình bồng như mây. Sống thời gươm bén cầm tay, chết thời một sợi lông mày cũng buông. Thương thay Mã Ngụy mưa tuôn. Nguyên nhân là mỗi khi trời chạng vạng, lập lờ giữa ánh sáng và bóng tối. Do có nhiều cây cối rậm rạp hoang vu nên cả khu vực Mã Ngụy mờ đục như bị phủ một lớp sương. Người xưa đồn đại đó là vong hồn của gần 2.000 người bị chôn tập thể bắt đầu trồi lên để sống phần của người cõi âm. Khu vực Mã Ngụy được nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu xác định khoảng gần Mâu Súng, tức là ngã sáu công trường dân chủ ngày nay. Ngoài ra còn một số ý kiến khác về vị trí của Mã Ngụy được học giả Vương Hồng Sển dẫn lại trong cuốn Sài Gòn năm xưa, như ý kiến của ông Lê Văn Phát trong quyển thảo về Tả quân Lê Văn Duyệt cho biết Mã Ngụy ở gần trường đua ngựa cũ thuộc làng Chí Hòa tại góc đường Cách Mạng tháng 8 và đường Điện Biên Phủ. Ngoài ra, theo nhận định của ông Đặng Văn Ký cũng được học giả Vương Hồng Sển dẫn lại, Mã Ngụy ở khoảng Bệnh viện Bình Dân thuộc quận 3, từ đường Lê Văn Duyệt nay là đường Cách Mạng tháng 8 vào chợ lớn thuộc quận 5, nằm phía tay phải đường Điện Biên Phủ ngày nay, tức phía đối diện với bệnh viện. Dù còn nhiều ý kiến khác về vị trí, song nhìn chung Mã Ngụy cũng chỉ quanh quẩn ở khu vực ngã 6 công trường dân chủ, giới hạn bởi 3 con đường Cách Mạng tháng 8, 3 tháng 2 và Điện Biên Phủ. Cho tới hôm nay vẫn chưa có bằng chứng nào chắc chắn để xác định được vị trí chính xác của Mã Ngụy. Nhưng qua nhiều tư liệu lịch sử, nhận định của các nhà nghiên cứu khẳng định dưới nền khu phố đông đúc tại khu vực vòng xoay dân chủ ngày nay, và Mã Ngụy vẫn còn là một huyền thoại không mấy mơ mộng, trường tồn với dòng lịch sử của vùng đất Sài Gòn.